Xin chào, ở video trước chúng tôi đã giới thiệu và đập hộp máy cắt Plasma kết 100 Pro. Mọi người có thể xem lại video ở đường link trong phần mô tả. Còn ở trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách lắp ráp và vận hành máy kết 100 Pro nhằm giúp các bạn thao tác dễ dàng. Đầu tiên, ta cần lắp nguồn điện đầu vào cho máy. Kết 100 Pro sử dụng nguồn điện 3 pha 380V. Trong quá trình lắp, cần tuân thủ các quy tắc an toàn về điện. Tiếp theo, lắp đặt đường ống khí nén. Chọn nguồn khí nén ổn định với mức áp suất từ 0,3 đến 0,7 MPa. Nối đường ống khí nén vào đầu nối khí vào trên đồng hồ đo khí ở mặt sau của máy. Dùng cổ dê siết chặt. Đến bước cài đặt súng cắt. Lắp đặt lần lượt bét cắt, chùm bảo vệ và xứ cách điện vào súng cắt. Kết nối lần lượt chốt kết nối tạo hồ quang dẫn, ống khí từ súng cắt vào đầu khí ra trên máy. Và cuối cùng là lắp cáp kết nối công tắc súng cắt. Kết nối kẹp mask vào máy. Vận hành máy cắt Plasma kết 100 Pro. Bật nguồn máy sang on, đồng hồ hiển thị dòng hàng sẽ sáng. Tuy nhiên, lúc này quạt tản nhiệt không quay vì quạt tản nhiệt được thiết kế theo công nghệ tiết kiệm điện. Dựa vào độ dày của vật liệu cần cắt mà điều chỉnh cường độ dòng cắt cho phù hợp. Có thể tham khảo bản cài đặt nhanh trong hướng dẫn sử dụng. Cố gắng giữ đầu súng cắt so với vật cắt một góc 90 độ trong suốt quá trình cắt để đạt được chất lượng tốt nhất. Đặt đầu súng hàng tại cạnh của vật cắt, đầu chụp bảo vệ đặt ngay trên bề mặt vật cắt. Sau đó, nhấn giữ cò súng cắt đối với chế độ 2T, nhấn và thả cò súng đối với chế độ 4T, chế độ rảnh tay. Hồ quang dẫn ngay lập tức được hình thành nhờ vào công nghệ hồ quang dẫn. Sau khi bắt mask, hồ quang dẫn sẽ chuyển đổi thành hồ quang cắt. Sau khi mồ hồ quang Plasma giữ cho đầu súng cắt tại cạnh của vật liệu, sao cho dòng hồ quang Plasma xuyên thấu hết bề dày của vật liệu. Sau đó kéo rê nhẹ súng cắt theo hướng mong muốn để có được vết cắt theo yêu cầu. Khi cắt xong chỉ cần nhả cò súng cắt đối với chế độ 2T, nhấn và thả cò súng lần nữa đối với chế độ 4T, từ từ nhấc súng ra khỏi vật cắt. Vậy là chúng tôi đã hoàn thành cách lắp ráp và vận hành máy kết 100 Pro. Khi mua máy về, nếu có thắc mắc trong quá trình lắp ráp, liên hệ ngay hotline 1900 636 536 để được hướng dẫn cụ thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.